thì muốn ăn gì thì bảo con đấy chứ không con ăn không thì biết nào đâu. thấy trước mắt á, thì Thì bên dạy bắt đầu nổi nổi cơn gió bụi. Mai thì cắt quế hả? Bữa nay thì phải Dạ, cắt quế. dạ, Hồi dạ. nó lên lẹ thiệt chứ, Dạ. khi nó lên dù dù. Chắc lần này phải ương ra trồng nữa, trồng thêm nữa. Anh chồng chứ thầy có bằng đó đâu có đủ. Đúng Cũng tiệm tại vì thì cắt chỗ này phải chừa chỗ kia để từng chờ nó lên chứ có tuần lễ không? hai lần. Lần là 2 lần thì thầy cắt này cái tuần kia một tuần. Có phải không? Thầy Đúng cắt cái không? này Cắt đi chờ kia. về khỏi lặt luôn á, về chứ rửa ra nó bán Vâng. không? Mà quế thiệt là tốt á. Rồi bây giờ hôm qua rồi này dọn cái chiều hôm qua làm tới khuya tới tối dọn cái sân trống là mua vật tư vật liệu á về có chỗ để sau đó hôm qua Để làm ngay ngày nắng đó. không Để để đây ngay. nó chặt để ngay sau sân nó dọn rồi qua dọn 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 cái Là tối ngày rinh cơ qua cơ rinh bê lại luôn. bên đây luôn như thế Để vậy kết được thì cái số này này số này rất bê tới cho cần luôn mình đang có làm cho nhiều đó chứ đắt đắt có nhiều đó cũng bê tới bê luôn nha. cũng mất xì giờ vậy chứ thầy Nghe nó mất bà chứ nói nó tượng giới thạch hồi xưa từng lễ dọn chỗ ngủ hai lần á thế hả tượng giới thạch á thầy có nước luôn có rồi ok lấy đây is ok yeah is ok right yeah no no problem no it's good right good rồi cũng ok đủ what's the đó mà number ngủ of được this rồi house what number is this house my house is 905 907 907 yeah okay next door good good because I have a thing in there I gotta put the address yeah and I wasn't sure yeah yeah ah by the way too give me the card of the social worker I want to talk to her. Can you get it? Then go find it. Yeah, find it for me. I need it. Because as soon as better, I call her better. Maybe next month you have some money à, first step. Từ ngày mà về nó mà ở tới đây mà đâu cần chống đâu còn chống gậy chống gì đâu thấy không? Dạ. Khỏe luôn rồi nó ăn 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 đầy đủ chắc thầy đó cái mấy đầy đủ nó khỏe người thầy ơi. Một, một 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 ngày là ăn hai lần lai xét, uống hai lần sữa, ăn cơm là ngày thì cho dễ chiều cho bạn hộp đồ hộp. Thôi kệ coi như ngày tôi tốn 3 đồng thôi được rồi em ba đồng đồ hộp á tại vì sáng như sáng nó cho bạn gì nó bán rẻ lắm đồng mấy mua về cái bỏ mấy cái quay hâm thôi chiều thì nhiều khi bánh mì hai miếng mì nó kẹp cái gì miếng đồ của Mỹ đó dạ đi ra này mua về nó đồng mấy sandwich dạ vậy thôi khỏe vậy cái khỏe làm khỏe cho đằng mày nữa thì đó bà đó rồi đằng mày chỉ lo bữa cơm trưa là chính thôi về sau bà có tiền kia thì thầy cũng đỡ khổ nữa. Vâng. Thầy chứ việc xài thì mua cái rồi để trong tủ đá, tủ lạnh nhiều được thầy mua. Đấy. Chứ là thầy một tuần thầy đi mua lần thôi đỡ mệt. Chứ ngày nào thầy cũng đi mua hoài mệt lắm. Không có đi mua là năm sáu hộp đi ra này đi bộ ra đó, nữa. Mua vậy là đủ một tuần. Đi bộ thầy, ra. Vâng. Đó thì thầy nói tiền. Sáng ngày làm thao bì xong rồi đó, rồi làm. Thầy gửi đi hả? Không có gửi 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 rồi, giờ không gửi bì đâu gửi bì mùa này gửi hư. Để cho tủ đá có vậy đó làm 10 bịch bì để dành đó chứ có một nồi khổ qua kho khô kho dùng cho người ta chứ làm gì đây mấy cái sườn non cha cá cơm chay á nè làm chút chút thôi 4 tiếng làm đúng 4 tiếng luôn á mới nghĩ đó. Ông lợi tôi chưa là rồi tại lo tám vừa làm mà cô cái cô Nguyên Lộc lại cô mà xui của ông Đậu Hoàng đó đang có gọi là táo tôi nói giờ cô qua đây cô ở tôi nuôi cho à, bà bao tuổi thử cơ dạ bà bao nhiêu tuổi rồi cũng bảy mấy á thế hả bảy mấy sáu mấy gì đó mấy tuổi cái chứ ở với con cái con thì nó còn rể cũng từng nhiều Florida đó thế hả nói ui Florida giờ gì toàn dữ lắm mày ôi gì hả gì kinh lắm sợ quá giờ ba, thằng đất điên này rồi qua xa lần này mới 2 năm thế à thì đó thì ba chịu không thì nó nói thôi, vậy chứ nói đâu vậy phải dễ người ta còn con cái thì là còn con cái đời nó có cái ái á nó có cái quyến luyến lắm bởi vì mới gọi là ta bà khổ là vậy đó không phải nói chứ dễ gì buông thí dụ giàu con thế nào cũng con của mình khổ nó giờ nó hát khổ cũng của mình cứ nghĩ của đó nên đâu có dễ gì buông đâu nhưng mà nếu cuộc đời mình nhìn như mình ngồi mà quán chiếu như cái người cấy lúa đó cái người cấy lúa không phải không họ cấy lúa họ sụt lùi đúng không dạ đi cây lúa đi lùi, đi lùi bây giờ thì lúa nó mới lên nhưng mà cuộc đời á con người không để ý chỗ đó
đi lúa mà đi tiến tới sao lúa nó lên được. Cái lúa thì cái mạ nó phải chụp lùi không hả, thì chụp lùi lúa nó mới lên. Đó. Mà có người mình thì có tặng hay mình tôi lùi mình không muốn đặt nó thì đó thì đúng là không, thì mình nói chuyện cuộc đời nó vậy đó, nó sự thật nó như vậy. Nhưng mà con người mình nó cái nhã cho nên không có muốn đi lùi, chứ thật sự phải càng đi lùi thì càng tiến lên. Đó, đi nó cái triết lý như vậy đó. Dạ. Mình nhìn kỹ cái mà thầy nói ra chứ thầy nói về chúng sinh mà nó đi lùi nó bất mãn liền tại chỗ. Tôi phải muốn tiến lên chứ tại sao tôi đi lùi. Cái con cọp cũng vậy, nó con cọp mà nó muốn dò mò thì nó phải lùi lại mấy bước đó, nó rùng lại nó mới nhào tới. Mình nhìn kỹ có nhiều khi chính con người mình nó thua. Thưa con Phật, cũng vui sao kể, các bà cụ cũng vui kể tối ngày. Các bà có bóng người sắp thoáng, kể mình lo chút cũng không cực gì, thì cũng thấy cũng hạnh phúc. Mình giúp được ai cũng là con người. Không, nếu mà bà trông khỏe lên thầy cũng vui chứ. Dạ. Yeah. Bà đi bình thường lại thầy vui chứ. Bà khỏe ăn ngủ. À, đâu cần chống gậy. Vâng. Mấy bữa nay là thấy không chống gậy không gì hết. Thế chứ hỏi bà coi tại sao bà không chống gậy. Để cho bà trả lời con. Để con hỏi bà. Không chống gậy mà không có cái xe đẩy nữa, còn hỏi con nhớ không? Đi với cái xe đẩy. Con hỏi thầy không ăn không uống lo bực. Ở bên đứa cháu gì. Ăn thì nó mua xong mà nó có đâu thèm ăn gì đâu, nó để đó cho bà ăn. Đó bà thầy sang. Thầy sang thầy ngồi với con thầy biết rồi gì. Ừ, mấy con mèo đó tối ngày tới uống hai con mèo đó thôi. Không điên sao được. Mình cũng điên hết đi đừng nói. Không nói chuyện được với ai hết, không ai thèm tham mày hết, không ai thèm nhớ thêm với thầy hết. Để làm sao mà không buồn đi được. Đó nên về đây dù sao cũng có người nói chuyện, cũng có bóng người, lại để có con chó thân yêu nữa. Bà vui lắm chứ thầy, thiệt tình bà nói vui lắm. Nên con hôm qua con về con nghĩ, nếu mà về đó, nếu mà mua được cái nhà này xong đó, con mua cái trailer 7-8 ngàn cho bà. Đúng rồi, thấy trailer đó tiện hơn. Nó tiện hơn mà đỡ phải xây mà đỡ tốn tiền nữa. Đó thì hôm qua hồi sáng lần này cũng suy nghĩ vậy đó. Đó thì con định để bên hông kia kìa. Bên hông kia chứ không phải bên hông này. Bên hông này chốt đằng sau là con để nguyên cho thầy làm vườn. À, bên hông kia không gì cũng được, còn hai bên đó cái liền thì đó, để đâu. Bằng kia thì con tháo cái hàng rào ra con để nó vô. Đúng rồi, thì được hai phòng. Thì được hai phòng nhưng mà rồi, thôi để cho bà hết chứ con không dính gắn gì nữa. Thầy giỡn để cho bà 8 ngàn mấy bạc cho bà. Vâng, thì con phải lên mạng. Bà thầy, nếu mà thầy gặp tâm á. Trung. Trung có chuyện đó, Trung có làm. Để thằng Trung có rằng thầy nhờ nó. Thầy bảo này, mày kiếm đâu được cái đi. Mày để ý sẵn này, khi mà ấy con gửi tiền lên. Nó mua cho con trả tiền. Ừ. Để cho đỡ khổ cho con nữa. Chứ con xây bây giờ phải 20 ngàn đó thầy. Ừ. Xây một cái phòng 20 ngàn. Mà mất công là tụi thành phố nó tới nó. Ừ. Thầy giỡn, mất công xây nó. Nếu mua nhà được, không mua được thì thí dụ nó hờ nó để bên đây cũng được. Để chỗ nào? Đây thì để chỗ nào đâu? Tay để đâu? Để cái chỗ cái hàng rào. Không, rồi không, không được, để không được. Không có chỗ nào để đây để chặt lắm, cái đất này chặt lắm. Đó, thật là chặt. Đó. Đó, con để nhà bà rộng, bên kia rộng lắm bà, thầy. Nhìn mình nhìn lại, hả mà nó thật lòng, ngồi suy nghĩ. Hãy mình thấy nó chặt thì bao nhiêu nó cũng chặt. Mà mình sao đó thôi, nghĩ lại do cái tâm mình giống như ngày xưa ông Di Ma Cà cổng ông nghe các Bồ Tát tới thăm ông đó, ông biểu rinh hết độ trong nhà ra, rinh hết ra mà thắt ông có chút xíu à, ông chỉ để một cái giường, mà cái giường ông nằm bít luôn vậy thôi. Các ngày tới cái thông trong kinh diễn tại cái lý nghe nó lý, cuối cùng nhà ông còn phản trống không à, mà hằng hà chư Bồ Tát chứ sức vị sức thế chứ còn mà các bậc mà phàm phu là vô không lọt, phàm phu vô không lọt thì các bậc thánh mới vô lọt thôi. Cái triết lý này hay không, thấy không, phàm phu vô không lọt. Bởi vì nhưng mà vậy mà đi vô đó rồi đó, vô đó rồi vậy mà cũng hồi cũng có các bậc thánh nhưng mà thánh chưa có đạt gọi là sức thế 100% đó, cũng còn dòm mặt trời có trưa nay biết ông này có đãi mình ăn không. Tự nhiên là trời cậu có thấy, ông quán chiếu không thấy. Ông nói các ngài đừng có lo, tới giờ ăn có cơm Phật hưng tích á, cái triết lý này á. Hồi đó tôi giảng mà, lúc giảng một kinh Nhưng Mà Cạc thì cũng có nghĩ tới, nhưng mà nó khi giảng xong rồi bây giờ ngồi bắt đầu phân từng đoạn á, nó còn nhiều cái hay nữa, thấy không? Hồi lúc giảng thì chữ nào nghĩa đó, lo giảng riết cho nó hết thôi.
Nhưng mà bây giờ ví dụ như sau này á, nếu mà tôi còn cái cơ hội mà còn cái sức khỏe mà còn còn đầy đủ cái trí minh mẫn, chứ mình không giống nó trí tuệ. Trí tuệ thì chỉ có chư Phật mới đầy đủ mình được cái tâm trí mình minh mẫn á, tôi phân đoạn tôi giảng. Đó, thí dụ bảo, con thấy đại bảo thầy giáo truyền giảng địa tạng này. Địa tạng. Thì thầy đó cái đại bảo mấy năm rồi ấy. Địa tạng tính cả trăm kỳ mà không tì à. Mấy ông giảng sư á, muốn kéo nhiều kéo à. Nói chung là. Không, một câu thầy đắc ý thầy giảng. Dạ, muốn kéo nhiều kéo à. Thì chứ thí dụ như có chữ diệu pháp liên qua kinh á, có chữ diệu thôi mà có vị chữ tổ giảng 20 năm trường sao? Không hết á. Giảng một chữ diệu thôi á. Nó bao hờ, nó hay cho là cái Phật Pháp, tinh thần của Phật Pháp là nó trùm hết. Một chữ nó trùm hết tất cả. Nó chỗ đó do cái người khéo dụng, bởi thể tướng này dụng á. Thể nó như vậy rồi thì dụng nó dùng cái gì cũng được. Cái gọi là một là tất cả là một á. Cười nói, nó như cạc, đó là cái triết thứ thôi. Nhưng mà hay thấy không, các vị Bồ Tát đi tới thăm, nhưng mà cả ông nghe tin là thế nào cũng có các vị Bồ Tát tới thăm. Ông biểu gia nhân dọn hết cái thác ông ra, dọn trống lỏng hết, chỉ còn cái giường ông nằm thôi. Ông nằm ông giả giờ ông bệnh á, giống như mình nói theo kiểu đóng phim mình nằm bệnh lên kìa. Got it. I can't find anything from the social worker. What did that lady say yesterday? Did she say the social worker gave me? Or when is the social worker coming? Yeah, she told me, you know, the social worker come and give you a card, business card. I can't find it. Can you remember the name of the lady there? No. The lady come to see you? Help? Leanne, is that her? Yeah. Leanne? Uh-huh. Okay. The housekeeper, you know, she come to see you? I have her phone number. Call her and ask her the phone number of the social worker. That's it. Okay? Gì không? Dạ. Cái bà đã mất cái thẻ của bà sở xã hội rồi. Nên giờ đó mình... sao mất được? Bà để bà, đâu? Bà cho được bà để đâu? Bà không biết giờ bà lấy. Thì đó lúc biết. Nào cũng phải để trong người chứ. Đó thì bà mất rồi. Thì giờ con nói bà gọi cái bà làm y tế á. Bà cho lại cái tên của bà đó. Con nói chuyện thôi chứ giờ... Ừ. Giờ sao giờ bà quên rồi. Quên chứ còn cái social worker. Nhưng tôi thì giấy tờ. Cái social là lúc nào phải tránh nó cũng đi liền với cái Linh Kha. Với cái hộ cái gì đó. Không, cái này là cái card. Cái card visit á. Cái card thẻ tên của cái người xã hội đến đây đấy chứ. Không phải cái tên. Con cần cái tên đó để con gọi bà nói chuyện nó nhanh hơn. Bà cấp cho nhanh hơn. Thế ngoài đời sao nó rủ thứ chuyện ha. Đà tôi nghĩ giờ á, tính ra bây giờ tôi không còn gì tên nha. Giờ chỉ còn á cái Linh Kha, với cái hộ chiếu, với cái sô thôi, với cái ID, chứ tôi đâu có gì đâu. Giấy tờ tôi dục đâu có trên. Không cần, ta theo cần gì đó. Bằng cấp đồ dục lẹ không mẹ, cần, đâu không Mỹ cần. Đâu cần với nó không đâu. Cần, không cần cái đó. Mỹ nó đâu cần cái bằng cấp phòng Mỹ gì cần. Đâu. Nó không cần cái đó thầy. Nó không cần cái gì cả. Nên giờ ai nói tôi dốt tôi cũng chịu. Thì anh thua gì, càng dốt càng tốt. Thầy không, thầy có nói thầy rồi, mình càng xấu càng tệ, càng xấu á thì thầy thoải mái lắm, đi đâu người ta không tránh thầy, người ta không tránh thầy. Tôi lộn đấy thầy, tụi con theo thầy mấy chục năm trường mà tụi con đâu có, tại sao vẫn theo thầy, ai nói gì nói tụi con vẫn theo thầy mà cổ là theo mấy chục năm á, tại vì hồi thời lần này tôi biết này thầy ở Bà Chiểu. Dạ. Nó kéo dài cho tới thầy ở các nơi rồi về Bến Tre rồi qua bên này. Dạ. Mà sao cứ hả mà hả đó tôi với thầy, cái với thầy nói thầy xấu tính là đúng rồi, tại vì tôi không khéo lường gạt. Thì nói vậy. Tôi không có khéo mồm mép. Thành ra tôi xấu. Chứ còn mồm mép là nó có xấu. Bởi vì nó đời đó, tôi nói thiệt các bạn đừng nói tôi kêu đó, tại vì thầy chửi khắp thiên hạ, cho nên thiên hạ nó ghét thầy đó, tại sao tôi nói là được rồi. Tại vì tôi không có khéo lừa đảo. Tôi không có khéo dùng ngôn ngữ mỹ miều. Mình nói thẳng như thiệt, tôi thiệt không? Tôi nói có trời Phật chứng minh, tôi ngồi tôi xét là ủa. Nó thiệt lòng của tôi á. Tuy rằng tôi thấy tôi cũng không phải là tốt lành gì, nhưng mà từ đó giờ tôi đâu có làm gì phá giới phạm trai. Tôi đâu có đi đến đổi mà quan dâm hay là tôi làm gì ăn nhậu hay là tôi làm gì đâu.
Thí dụ nó lường gạt thì cũng có, thì tay Phật tử thì tôi là ai cũng muốn tôi cầu thì tôi phải cầu chứ không lẽ nó tôi không cầu. Hay là thí dụ như làm chùa thì cũng có mượn hỏi làm, dù thiếu mình cũng mượn rồi rồi cũng trả chứ đâu phải tôi giật ai, tôi đi lường gạt ai. Thí dụ cho nên nói mà nó không có thì không phải, mà thật ra tôi không từng mà gọi là kêu bằng làm cho tan nhà nát cửa, phá chồng đoạt vợ có gì đó, hay là phá gia can. Thật sự nhìn kỹ cuộc đời này, tôi thề trước kêu bằng ba tỷ người trên thế giới này, mà sao mà cứ nó nói tôi xấu à. Tôi nói phải rồi, tại tôi xét kỹ rồi, theo lẽ đó tôi nhìn tôi là thiệt. Ông á, sau này ông nói cũng hay, lúc nào mình cũng thấy mình xấu, mình thấy mình dở đi, đúng, tôi có nhìn điều đó. Nhưng mà bây giờ thay vì tôi nhìn là tôi đã hạ mình lắm rồi, mà nó cứ nói hoài, thật ra tôi mới suy nghĩ, ủa mình xấu cái gì, mình hạ rồi mà xấu gì. Nhưng mà phải rồi, tại vì tôi xấu là tôi không có khéo lời lẽ, không có khéo lường gạt, không có khéo phỉnh phờ, không có khéo quẹt mỏ. Còn nó trây, nó trét ở trên giường, nó trai tơ gái quá, nó ăn nhậu hàng thâu đêm suốt sáng, nó lừa bịp mấy bà già, lừa bịp đủ thứ, buôn thần bán thánh đó, cho nên nó làm vậy, cho nên nó không có xấu. Còn tôi không làm điều đó được, tôi tự đi làm bằng mồ hôi nước mắt của tôi. Bây giờ giống như bây giờ ông thấy không, tôi giảng dạy nó chứ, ông nghĩ làm, ông làm việc cả ngày, đạo hữu nghĩ cái không ai tôi hoặc tôi kể, đạo hữu làm việc cả ngày mà nhọc thiệt, nhưng mà đạo hữu chưa chắc gì mà bằng cái làm được cái đầu. Ông thấy kinh sách đâu phải tự nhiên lên lật dở ra ngồi nói đâu. Bữa nay là tôi rảnh là thứ sáu tôi không giảng, bắt đầu chiều nay là thả 7 giờ tối là tôi phải thu gọn rồi. Một là không nằm thiền cũng ngồi thiền, làm chi mới nhớ là cái lời ngày mai mình chuẩn bị mình nói cái gì, đoạn kinh Phật nói thì sao, kể từ chiều hôm nay cho tới sáng ngày mai vậy làm không hai gì kịp, đặng 8 giờ phải vô ngồi đọc đó lại, giống như mình ôm đó lại. Chứ ông tưởng đâu tự nhiên lật sách ra muốn nói gì nói ha. Cái đây nó tôi nói thành thật mà họ đâu có hiểu mà mình nói gì khác nào mình kể công. Ông nghĩ làm á, nói ra tới cái chuyện ai làm không được, đúng, ai làm cũng được, nhưng mà làm trường kỳ kháng chiến như tôi đi, trong khi tôi không biết gì internet, tôi không biết gì đánh máy chữ, mà mò riết bây giờ chưa chắc gì cái người giỏi mà đánh máy chữ qua tôi, tại vì cái gì cũng do mình huấn luyện. Yeah, mà hồi xưa đó nghe. Hồi xưa dở là đã ta nói rồi, thầy là bao thầy nhịp đúng cái chữ nào, nhịp ngón tay đó không, đâu nghĩ là tới bây giờ tôi hoàn toàn tôi không nghĩ, tôi nghĩ là thôi mình đánh được 1-2 cái văn bản là mừng rồi, chứ đâu có nghĩ là tới bây giờ mà mình ngồi mình làm thơ, mình viết kinh, mình viết luận đâu. Thành ra bây giờ cái nhất kim chỉ, cái con ngón tay về chỉa, bằng ngón tay về chỉa, chỉa một tay chọc, lại chọc, chọc, thì cực lắm chứ không được nghe. Thay vì cái người quen đó, thì giờ ngón nào, nó làm ngón đó. Cho nên á, những cái thứ mà nó lừa bịp, cái thứ mà lòn trơm, cuốn gói, cái thứ mở với nếp dài đó, thấy cái cực khổ của người ta. Nó rồi đây rồi bơ vốt đây khen. Nếu mà Phật tử mà họ hiểu, họ thương tôi nhiều, lo tôi nhiều, cái đó, ở không còn mát ăn bát vàng à. Họ không nghĩ là mình làm cực thế đó. Ví dụ bây giờ ông lại đi, nếu mà bữa nào mà ông lại sau 11 giờ thì ông nói thấy tôi cực đó. Hồi nãy ông lại ông thấy không, mồ hôi nó chảy lụp đợp mà giờ khách tới không lẽ sao, rồi đã chạy vô tắm liền đó, không phải tôi kể, ông thấy chưa, làm từ hồi 5 giờ sáng tới giờ này họ không thấy đó. Cho nên đó, tôi nói tôi có thằng đệ tử mà thôi giờ nó không nhận mình là đệ tử nữa mình cũng mừng đi, cũng ở cái chùa. Nó hay cái chỗ á là hả, Phật tử tới là nó làm lăng xăng à, mà Phật tử mà đi về cái con mệt quá sư phụ đi ngủ một chút là mình làm chết cha mình luôn à. Rồi cuối cùng cái này Phật tử nói tội nghiệp á, sư phụ ngủ không mà còn để sư phụ đi nghỉ rồi đệ tử nó làm không à. Đây này chấp cái đó nữa thầy, hay cái chỗ đó nó không, mà không tôi cũng học đệ tử tôi đi nghe, tôi học cái chỗ nó đó. Thành ra mà hỏi ông mà mình làm sao mình làm được vậy. Mà có nhiều cái nó hay vậy đó, cứ hạt kê nó canh mà có Phật tử tới cái trời ơi con mệt lắm mà công chuyện nó còn đê đê, rồi mấy cô mệt quá là đầu nó nhờ cho nó làm nha. Mà Phật tử vừa leo lên xe về là nó nói thầy sư phụ về con mệt quá con đi nằm một chút, sư phụ để đó cho con nha. Nhưng mà không lẽ mình để, không lẽ mình nặng đệ tử mình, thôi chịu khó mình rửa mình làm hết rồi nó xong xuống rồi trời. Nó mà nhiều khi á thế này, như vậy thầy mình nhận lỗi của thầy chứ.
Thầy không? Nhận lỗi của thầy tại sao lại nhận đầy tử đâu? À, cho nên tôi học cái bài học tôi thiệt không, tôi học nhiều lắm nha. Tôi học từ thầy tôi là học, thầy tôi là tôi không nói rồi, tôi học với thầy tôi là học cái bậc cao rồi. Tôi học với đệ tử tôi, nó mánh nhiều cái vậy đó. Thì đó, đang cảm ơn chứ. Ví dụ như ai cúng dường, à thôi cô, à, con đây sư phụ lo cho con, cô cúng sư phụ này kia trước mặt mình nó làm vậy nha. Rồi sao mặt mình đúng không? Người thầy Việt Nam thầy định làm đó, bắt đầu nó móc hay lắm ông ơi, trời, tôi đệ tử tôi mà tôi còn kêu bằng hậu sanh khả quý. Hồi đó tôi không có, hồi đó sao trước thầy tôi, sao tôi thiệt, không mà tôi nói đúng là chắc cũng cái môi trường của mình, cái môi trường của tôi nó giống như nó không có đào tạo như vậy. Thiệt ai, ai mà xuất gia sau năm 95 nó không có đào tạo như vậy. Have the social worker call me. Oh, okay, that's good, that's good, that's good. I gotta put and get the number. Okay, get the number after you go. Sau năm 95 là dường như cái sự giáo dục nó đào tạo kỹ năng. Vâng. Kỹ năng luôn, cả cái thuyết pháp cũng vậy nữa. Ví dụ như những ai mà học với sư ông Làng Mai á, thì nó có kỹ năng của sư ông Làng Mai. Ai học với Hòa Thượng Từ Thông nó có cái việc, cái kỹ năng của Hòa Thượng Từ Thông. Nhưng mà cái hay chẳng, ví dụ như sư ông Làng Mai là dạy tâm lý. Tâm lý tại vì đối với người phương Tây nó hay dùng tâm lý. Thì dạy tâm lý thì những cái tôi giảng toàn là tâm lý không à. Còn đối với ông Cổ Từ Thông, Cổ Thanh Từ là trực chỉ. Nhưng mà sau cái đám đệ tử cháu á, nó bắt đầu nó chơi, nó quất cái tâm lý. Tại vì nó lừa, nó biệp, nó mới có ăn. Mà lừa thì nó mới gặp biệp. Lừa biệp, lừa gặp biệp, mới lừa biệp. Một bên thì biệp, một bên thì lừa. Thì hai cái nó, một bên thì lừa, một bên thì lọc. Chứ đâu, một bên lừa, một bên lọc, mới lừa lọc. Một bên lừa, một bên biệp, mới lừa biệp. Mấy cái này nó gặp nhau à. Bên dối bên trá, gặp dối trá thì nó phải hai cái nó phải khớp vô nó mới thành được. Kiểu như tôi vậy là mang tiếng xấu chứ không được mẹ gì hết trơn á, nó từ xấu từ chết tới bị thương. Mà cũng may là ông thầy Thiện Tài đỡ á, là Thiện Tài này là gọi là liều mình chấp nhận á, chứ còn nếu mà tôi không liều mình á là rồi tôi quỷ rồi. Liều mình chấp nhận vĩnh bằng sanh tử lửa luôn. Nhìn thấy đời nó ngao ngán, cái tuồng ngày nay nó có tuồng đạo mà nó có đức, mà đạo đức cái đức nó có thì nó mới tồn tại, chứ đạo nó có mà đức nó không có. Thôi kệ đi, xã hội vậy mình nó y vậy thôi, chịu, chứ mình không cách nào hơn được. She's not sure when she'll call, so she doesn't know her schedule. Sorry. I thought the roof fell in. She's gonna have her call me as soon as she can. Yeah. Okay. So take a number so I can talk to her. Yeah, I will. I'll yeah, write please. It down and get her name. It's quicker. That way, very shortcut. Yeah. Mấy con chó phải la vậy nó mới sợ, chứ không phải tôi đánh đập nó nghe, để ba tưởng đâu tôi đánh đập nó. Phải vậy nó mới sợ. Nếu con chó kêu vậy nó phải lấy cây hồ nồ. Con chó kia là không cây là không sợ nghe. Thế à? Nồ nó có khi mà phải giả như đứt một cái nó mới sợ, chứ mà lấy cái tay mà giả nhẹ nó tưởng nó giỡn nó. Nó vậy nó mấy con chó là phải nồ nó vậy nó mới sợ. It tried to threaten them. You know, so she listen to you. Thấy không? Dỗ bạn cái này quả thật chạy vô nôi đầu luôn. Thấy không? Cái thôi nó đeo hoài. They're to teach them. To treat them like that. You know. Thế này bác tưởng đâu là ta nó đánh chó là chi chi chủ nhà. Ok. Nhưng không đồ nó không được. Rồi, con cảm ơn thầy. Ngang. Ôi con đi làm. Ngang. So call me when you get the number. I can call her right. I will. Okay. And I'm gonna keep the thing so I can write it down. Keep with you. Yeah. Keep with your own Thailand that she called you, ask her number, or you can tell her, you know, how can I, you apply for food stamp? Yeah. That's your first thing. Okay?